chuyển đổi số và cơ hội học tập suốt đời cho tất cả mọi người trong bối cảnh đại dịch COVID-19. Thưa quý vị, đây là chủ đề tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2021 trên địa bàn tỉnh Long An, hoạt động nhằm đáp ứng nhu cầu học tập của người dân trong bối cảnh dịch COVID-19 phức tạp thông qua việc ứng dụng các nền tảng công nghệ. Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2021 sẽ được tổ chức từ ngày 1 đến ngày 7 tháng 10 trên địa bàn với các hoạt động đẩy mạnh và đổi mới các hoạt động thông tin tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, các trang mạng xã hội về tầm quan trọng và vai trò của chuyển đổi số trong việc cung ứng cơ hội học tập suốt đời cho mọi người trong bối cảnh giãn cách xã hội. Các trang mạng xã hội về tầm quan trọng và vai trò của chuyển đổi số trong việc cung ứng cơ hội học tập suốt đời cho mọi người trong bối cảnh giãn cách xã hội. Khuyến khích tổ chức thi đua chuyển đổi số hiệu quả kịp thời chinh tranh các tổ chức và cá nhân có những giải pháp sáng kiến về chuyển đổi số, góp phần thúc đẩy học tập suốt đời, xây dựng xã hội học tập, tổ chức các lớp khóa học trực tuyến miễn phí hoặc thu phí thấp cho trẻ em và người lớn. Mục đích tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2021 nhằm tận dụng các nền tảng công nghệ, đa dạng hóa các kênh và công cụ học tập suốt đời, đáp ứng nhu cầu học tập của người dân trong bối cảnh dịch COVID-19 diễn biến phức tạp.